Xin chào tất cả các bạn. Buổi trưa ngày hôm nay chị em mình lại cùng được gặp nhau trong buổi phát trực tiếp này. Các em ơi, nhanh chóng vào học cùng với chị nhé. Ok không? Xin chào các bạn. Buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tổng ôn về tất cả các văn bản học kỳ 2 quan trọng. Ok chưa nào? Nhớ, tổng ôn về tất cả các văn bản học kỳ 2 luôn. Thì không biết là có bạn nào mong muốn ôn tập cùng với chị nào? Ok không? Ok chưa? Rồi, xin chào các em. Bạn nào đã vào rồi nhở? Bình luận cho chị biết nào. Bạn nào đã vào rồi, bình luận cho chị biết. À, ok, xin chào các bạn. Xin chào những bạn đầu tiên. Xin chào Lưu Phúc, xin chào em. À, chào bạn Tuyết Như, xin chào em. Ok, buổi hôm nay thì sau một số buổi học mà chị ôn tập về các tác phẩm cụ thể thì chị thấy rằng là cái nhu cầu ôn tập của các em trong giai đoạn này rất là gấp rút, đúng không nào? Ok chưa, chúng ta đã học với nhau ở trên lớp về xong tất cả các tác phẩm rồi. Thế thì bây giờ mình cần phải ôn tập lại để nắm chắc và để có thể làm tốt bài thi, đúng không? Thế thì buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tổng ôn về các văn bản học kỳ 2 nhá. Đồng ý với chị không nào? À, xin chào Nguyễn Hà, xin chào Ngọc Ánh. Xin chào các em. Giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này được không nào? Giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này. Chị thấy được rằng nhá, nhiều bạn rất là chủ quan, là xem xong rồi cứ nghĩ rằng là chị lưu lại phần phát trực tiếp, thế xong rồi không cần chia sẻ đâu. Nhưng chị phát trực tiếp rất là nhiều đấy. Thế nên nếu như mà phần kiến thức nào mà em quan tâm, em mà không chia sẻ thì xong tìm lại sẽ rất là khó, đúng không nào? Và các em có thừa nhận với chị rằng là nếu như mà chúng mình chia sẻ thì xong rồi, chúng ta chỉ cần vào tường nhà mình thôi là chúng ta đã có thể xem lại được rồi. Đấy, đấy là tất cả những phần kiến thức chúng ta quan tâm, đúng không nào? Ok, xin chào các bạn. Xin chào các em. Nhớ nhá, thế nên là nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này và gọi các bạn bè của mình vào học. Bạn nào mà còn chưa chắc kiến thức về các tác phẩm văn học học kỳ 2 thì phải nhanh chóng vào học cùng với chị. Ok không? Và buổi hôm nay chị đã chuẩn bị cùng với chúng mình một cái bảng ôn tập, trong đó có số thứ tự này, có cột về tác phẩm, tác giả, những ý khái quát liên quan đến tác phẩm và đặc biệt là về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Ok chưa? Nhá. Thế là chúng mình sẵn sàng học cùng với chị chưa nào? À, không biết là trong chương trình học kỳ 2 của chúng mình thì có bao nhiêu tác phẩm nhỉ? Kem ơi, cả thơ và cả văn xuôi thì trong chương trình học kỳ 2 của chúng mình có bao nhiêu tác phẩm trọng tâm để có thể ra vào kỳ thi đấy? Kể lại cùng với chị được không? Các bạn còn nhớ không nào, hay là vừa mới học xong đã quên rồi? Xin chào các em. Xin chào các bạn. Chúng mình còn nhớ trong học kỳ 2 có những tác phẩm trọng tâm nào không? Nào, cho chị những cái tên nào, cho chị tên của các tác phẩm. Ok chưa? Xem là chúng mình nhớ nhất về tác phẩm nào nào. Xin chào Hải Yến, xin chào Thắm. Chào các bạn. Các em nhớ nhất về tác phẩm nào? Có bao nhiêu tác phẩm trong học kỳ 2 mà chúng mình cần phải ôn tập nhỉ? À, thay vì việc chỉ cần đưa ra số lượng, chúng ta hãy nêu tên các tác phẩm đấy ra xem là đã đủ chưa? Ok không? Nào, nêu tên ra nào. Nêu tên ra xem chúng ta có những tác phẩm nào nào. Bạn thì bảo 5 tác phẩm, bạn thì bảo 9 tác phẩm. Tóm lại là có bao nhiêu tác phẩm đấy? À, ok, chị đã thấy tên của các tác phẩm ở đây rồi này. Có Mùa Xuân Nho Nhỏ, Trương Ngọc này. Ok, rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục. Rồi đây, chị liệt kê cùng với các bạn nhé. Một là chúng ta có Mùa Xuân Nho Nhỏ. Hai là chúng ta có Viếng Lăng Bác. Ba, chúng ta có tác phẩm Sang Thu này. Bốn là chúng ta có tác phẩm Nói Với Con. Và năm là chúng ta có Những Ngôi Sao Xa Xôi, đúng không nào? Vậy là có 4 tác phẩm thơ và 1 tác phẩm văn xuôi nằm trong cái chương trình trọng tâm mà tất cả các tỉnh đều có thể ra vào, đúng không nào? Tất cả các tỉnh đều có thể thi vào. Bởi vậy mà bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập 5 tác phẩm này nhá. Rồi, chính xác. Các bạn đang liệt kê ra rất là đầy đủ ở đây. Ok chưa? Rồi, đi vào tác phẩm đầu tiên nào. Tác phẩm đầu tiên, số thứ tự số 1, đó chính là Mùa Xuân Nho Nhỏ. Ok không? Tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của tác giả Thanh Hải. Đó, các em cùng thiết lập bảng cùng với chị nhá. Ok không nào? Nhớ cùng thiết lập bảng với chị để chúng ta ôn tập luôn. Cái cách ôn tập theo bảng là một cái cách rất là hữu hiệu đấy, để chúng ta có thể rà soát lại và tổng ôn được tất cả các kiến thức về tác giả. Ở trong cột tác giả này, các em bên cạnh nhớ được thông tin về tác giả, những thông tin về tiểu sử cuộc đời, thì hãy cố gắng nhớ cho chị về phong cách sáng tác của tác giả đó nhé. Nhà thơ Thanh Hải thì sinh năm 1930 và mất năm 1980. Ông là một nhà thơ xứ Huế,
Ok chưa nào? Là một nhà thơ có quê hương ở xứ Huế. Và trong ngòi bút của ông, trong tác phẩm của ông cũng đậm đà cái bản sắc của xứ Huế, đúng không nào? Thế thì về phong cách sáng tác của Thanh Hải, chúng ta có một số từ khóa. Tại sao chị lại yêu cầu các bạn phải nhớ được cái này? Bởi vì thay vì là chúng ta đưa ra những thông tin rất là khô khan về tiểu sử của tác giả, thì nếu như các em nhớ được và vận dụng được những kiến thức về phong cách sáng tác của tác giả khi đưa vào bài phân tích này, thì nó sẽ giúp cho bài văn của chúng ta sâu hơn rất là nhiều. Ok không? Đó, thế thì về Thanh Hải chúng ta biết được đây là một hồn thơ rất là trong sáng, đúng không nào? Ok chưa nào? Nhá, một hồn thơ trong sáng này. Thơ của ông rất giàu nhạc điệu, đúng không? Trong sáng, giàu nhạc điệu. Đó, rồi là có cảm xúc thiết tha. Cảm xúc thiết tha. Chân thành này, ok chưa? Đó, một số những từ khóa để chúng ta có thể nhớ được về tác giả Thanh Hải. Nhắc đến Thanh Hải là chúng ta biết đến một hồn thơ trong sáng, giàu nhạc điệu, giàu cảm xúc thiết tha, chân thành, bình dị và lắng đọng. Ok chưa nào? Nhá, đó là về tác giả Thanh Hải. Chúng ta có thể vận dụng luôn những kiến thức này để viết phần mở bài mà. Ok không? Thì phần thông tin về tác giả và phần khái quát này các em có thể đưa vào để viết phần mở bài. Ok chưa nào? Rồi, thế còn về tác phẩm thì chúng ta sẽ ghi trong phần khái quát này gồm có những ý, hoàn cảnh sáng tác. Ok chưa? Thì đây là một bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, tháng 11 năm 1980. Và chỉ sau đó khoảng một tháng thôi thì nhà thơ vĩnh viễn từ biệt cõi đời này, đúng không nào? Bởi vậy mà bài thơ đem đến cho chúng ta những cảm nhận về suy ngẫm của Thanh Hải trong những giây phút, trong những tháng ngày, trong những ngày tháng cuối của cuộc đời. Ok không nào? Thế thì về hoàn cảnh sáng tác chúng ta nhớ được cái năm nhá. Ok không nào? Nhớ được mốc thời gian vào năm 1980. Ok chưa? Bài thơ được viết không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời. Và về hoàn cảnh chung thì sao? Năm 1980 cũng là năm mà đất nước ta, là những năm đầu tiên mà đất nước ta hưởng cái nền độc lập và hòa bình, đúng không nào? Ok chưa? Bởi vậy mà tác giả cùng với cả cái niềm cảm xúc chân thành này, yêu mến quê hương đất nước và mong muốn được hiến dâng cống hiến cho đất nước đã viết nên bài thơ này. Ok không? Đấy là về hoàn cảnh sáng tác này. Về một điều nữa các em cũng cần phải nắm được về kiến thức khái quát, đó chính là ý nghĩa nhan đề nhá. Ok không? Ý nghĩa nhan đề. Đây là một nhan đề có ý nghĩa rất là sâu sắc. Mùa xuân ở đây không chỉ là mùa xuân của thiên nhiên mà còn là chỉ cái độ tuổi đẹp nhất, những gì tinh túy nhất của cuộc đời con người, đúng không nào? Và tác giả đã dùng tính từ nho nhỏ để cụ thể hóa, để hữu hình hóa mùa xuân ấy. Một sự hữu hình hóa như hết sức khiêm nhường và giản dị, đúng không nào? Từ đó thể hiện được cái khát vọng mong muốn được hóa thân trở thành một mùa xuân nho nhỏ để góp phần làm nên mùa xuân lớn của dân tộc, của đất nước. Đó chính là về ý nghĩa nhan đề. Ok chưa? Đấy, thì các bạn cứ học theo những cái mốc như thế này cho chị, những ý chính cho chị. Ok không nào? Thì nội dung về tác giả và khái quát chúng ta có thể đưa vào phần mở bài này, đưa vào luận điểm khái quát tác giả tác phẩm này. Ok không? Và dựa vào đấy để phân tích. Rồi, thế còn về nội dung thì sao? Nội dung thì các em có thể học theo bố cục của bài, ok chưa nào? Thì bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ chúng ta có khổ thơ đầu tiên là cảm xúc của tác giả chúc mùa xuân thiên nhiên, đúng không nào? Chúc mùa xuân thiên nhiên. Đó. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ôi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Trong khổ thơ đầu tiên thì chúng ta đã được cảm nhận cái cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên. Đó là một mùa xuân thứ Huế, đẹp, giản dị, trong lành và đầy sức sống, đúng không nào? Thể hiện thông qua đảo ngữ mọc này, những hình ảnh gần gũi giản dị của thiên nhiên như là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc. Rồi đặc biệt là bằng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, tác giả đã bộc lộ được niềm say sưa hòa mình cùng với thiên nhiên, đúng không nào? Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Giọt long lanh ấy phải chăng chính là giọt của tiếng chim đã được kết đọng lại, và tác giả cảm nhận được bằng thính giác, thị giác và bằng cả cảm giác nữa, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, thính giác, thị giác và bằng xúc giác nữa. Tôi đưa tay tôi hứng, một cái tư thế rất là trân trọng, đúng không nào? Trân trọng để cho thấy được cảm xúc của tác giả như thế nào, đang rất say sưa, muốn hòa nhập cùng với cả thiên nhiên đất trời khi mùa xuân sang. Ok không nào? Rồi, đó là về cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên này. Rồi chúng ta cũng biết được là cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước, đúng không?
thể hiện thông qua hai khổ thơ tiếp theo: Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng; Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Ok chưa nào? Đó là cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước, thể hiện thông qua từ lộc này. Đó, hình ảnh lộc với ý nghĩa tả thực và ý nghĩa biểu tượng. Rồi là hình ảnh người cầm súng, người ra đồng và hình ảnh đất nước được so sánh, được nhân hóa. Rất là sâu sắc, đúng không? Ok chưa? Và từ những cảm nhận ấy, tác giả bày tỏ cái ước nguyện của mình. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Hai khổ thơ rất ấn tượng của mùa xuân nho nhỏ, đúng không? Bày tỏ ước nguyện của tác giả thông qua điệp từ điệp ngữ là ta làm này, ta nhập này. Đó, rồi dùng những cái hình ảnh rất đỗi giản dị, bày tỏ được cái khát khao cống hiến rất mãnh liệt nhưng cũng rất là khiêm nhường. Muốn cống hiến những gì tinh túy nhất và muốn trở thành một mùa xuân nho nhỏ để làm nên mùa xuân lớn của đất nước. Ok không? Để rồi cuối cùng kết thúc lại bài thơ, đó chính là lời ngợi ca quê hương đất nước thông qua điệu hò xứ Huế. Ok chưa? Lời ngợi ca quê hương đất nước thông qua điệu dân ca xứ Huế. Vậy là toàn bộ bài thơ đã trở thành một tiếng lòng tha thiết của tác giả Thanh Hải với sự yêu mến và gắn bó với quê hương, với đất nước, với cuộc đời. Ok không? Từ đó ta cảm nhận được cái ước nguyện một cách chân thành của tác giả, mong muốn được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của cuộc đời mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, trong những ngày tháng cuối đời của tác giả, nhưng bạn đọc chúng ta không thể tìm ở bất cứ đâu ở trong từng những cái câu chữ trong bài về sự đau đớn, đúng không nào? Về sự khổ đau, mà ở đây chúng ta đều cảm nhận được cái sức sống, được không nào? Cái khát vọng, cái ước muốn được cống hiến của tác giả. Ok chưa? Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta ôn tập về nội dung. Chúng ta sẽ đi theo bố cục nhá. Bởi vì chúng ta đang tổng ôn mà, nên là các bạn có thể đi theo bố cục để chúng ta có thể lượt lại một lượt kiến thức của cả tác phẩm. Thế thì với mỗi phần này, các em hãy đặc biệt là phải nhớ thơ này, và đặc biệt nhớ được cái hệ thống những biện pháp tu từ, biện pháp tu từ, rồi những hình ảnh đặc sắc mà tác giả sử dụng. Mỗi phần này chúng ta cứ nhớ được nội dung chính này, sau đó là thuộc thơ này, sau đó là chỉ ra các biện pháp mà tác giả đã sử dụng, rồi chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của nó là gì thôi. Đấy là cách để chúng ta ôn tập về nội dung của các tác phẩm nhá. Nghĩ là dài đấy, nhưng mà khi chúng ta tổng ôn thì chỉ cần thuộc thơ thôi là chị tin được rằng là các bạn sẽ được gợi nhắc về kiến thức. Ok chưa nào? Nhá. Còn cái cách như thế nào để chỉ cần có thơ trong tay thôi mà chúng ta đã có thể phân tích được rồi, chứ không cần phải học thuộc lòng theo những cái tập tài liệu dày cộp, mà thời gian cuối này rồi làm sao kịp, đúng không? Thì chị sẽ chỉ ra cho cùng với các bạn. Ok chưa nào? Nhưng mà các em hãy cố gắng lắng nghe để hiểu được cái cách mà chúng ta từ thuộc thơ rồi chúng ta phân tích thơ như thế nào nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp tục cùng với chị trong buổi hôm nay. Thế còn về nghệ thuật thì sao? Chỗ này chúng ta sẽ nêu lên những cái đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm nhá. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ đã sử dụng thể thơ 5 chữ này, đúng không nào? Thể thơ 5 chữ. Rồi, sử dụng những từ ngữ, những câu thơ giàu nhạc điệu trong sáng, tha thiết và gần gũi với cả dân ca. Hình ảnh thì đẹp, giản dị, đúng không nào? Hình ảnh đẹp, giản dị. Rồi là các biện pháp tu từ như là so sánh, ẩn dụ được sử dụng rất sáng tạo. Vậy là chúng ta đã ôn tập được về tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải rồi, đúng không nào? Ok không? Các em có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu không nào? Đã một lần nữa cùng với chị nhìn lại được về Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải chưa? Trong tác phẩm này thì em lo lắng nhất là đoạn nào? Hay là em đã nắm được chắc chắn kiến thức nền của bài này rồi? Đã nắm được chưa? Mùa xuân nho nhỏ còn gì lo lắng không? Còn gì lo lắng về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ không? Có đoạn thơ nào mà em chưa biết cách phân tích không? Ok chưa nào? Ok, chia sẻ cùng với chị nào về Mùa xuân nho nhỏ. Về Mùa xuân nho nhỏ thì chúng ta còn đoạn thơ nào chúng ta còn băn khoăn không? Cả bài còn băn khoăn à? Thì chị vừa mới cùng với các bạn ôn tập lại cả bài đây. Ok chưa? Đấy, nên là không có gì phải lo lắng cả, được không? Chị vừa ôn tập cùng với các bạn cả một bài thơ luôn, đi từng phần một cùng với chúng mình đọc thơ và chỉ ra những cái biện pháp tu từ đặc sắc trong đoạn thơ đấy. Ok không nào? Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào trong một buổi phát trực tiếp như thế này mà chúng ta học chi tiết được về từng tác phẩm, đúng không? Em nhìn thấy không? Đây là chúng ta tổng ôn mà, mang tính chất nhắc lại cùng với các bạn,
Ok chưa? Đấy, đấy, thế là về mùa xuân nho nhỏ. Ừ, chị thấy rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn cùng với các bạn này. Thì để mà chúng ta có thể ôn tập được chi tiết, ok chưa? Ôn tập được chi tiết mà đây lại là thời gian cuối rồi, thì các em có thể là học lại về kiến thức nền của từng tác phẩm này, nhớ chưa? Nhưng mà không phải là học thuộc lòng những bài văn mẫu đâu nhá, mà chúng ta sẽ học thuộc lòng cái hệ thống ý. Đấy, cùng với đó là về phương pháp làm bài, thì từ hệ thống ý đó kết hợp với phương pháp thì các bạn sẽ làm được bài thôi. Chứ bây giờ chúng mình mà học thuộc lòng những bài văn mẫu thì chị sợ không kịp đâu. Nhớ, chị cũng e là không kịp đâu, mà lại còn bị dối với nhau nữa. Bao nhiêu tác phẩm như thế cơ mà. Ok không? Ừ, đó. Ok chưa nào? À, Nguyễn Huyền ơi, có nhá. Hiện tại thì để mà đồng hành cùng với các bạn trong quá trình ôn thi ấy, thì kiến thức này vẫn luôn là phần quan trọng nhất, đúng không? Ở đây này, cứ hỏi thôi là các bạn bảo là em muốn học cả bài. Đó, thì chị có một khóa học tổng ôn tất cả các kiến thức luôn. Ok không? Có một khóa học tổng ôn tất cả các kiến thức của chương trình lớp 9 để phục vụ cho các em ôn thi trong giai đoạn cuối. Khóa học diễn ra trong vòng tháng 5 với 16 buổi. Ok không nào? Đó, và khóa học này gọi là khóa chạy văn. Chạy văn, nghe cái tên thôi đã thấy được sự cấp tốc của nó rồi đúng không? Cấp tốc nhưng rất toàn diện luôn, đầy đủ kiến thức nền của tất cả các tác phẩm trong chương trình này. Đó, rồi là phương pháp làm bài này, nghị luận xã hội này, đọc hiểu này. Đấy, ok không? Nhá. Cho nên là Nguyệt Huyền và các bạn nếu như mà muốn có thể là tận dụng cái thời gian cuối cùng này để chúng ta tổng ôn lại tất cả các kiến thức và có người đồng hành định hướng cùng với các em thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị, được không? Nhanh chóng đăng ký tham gia khóa chạy văn này, cơ hội cuối cùng của các bạn rồi đấy, cơ hội cuối cùng rồi. Chúng ta lớp 9, chúng ta cái mảng kiến thức ngữ văn rất là lớn nên chúng ta không thể để dành đến 10 ngày cuối mới học được. Một tháng cuối đã là rất là cấp tốc rồi nhá. Nên là đây là cơ hội cuối cùng để cho các em có thể tổng ôn lại tất cả các kiến thức cùng với cả team học văn chị Hiên và cùng với những bạn bè của mình trên khắp mọi miền đất nước luôn. Ok không nào? Ừ, đó. Rồi, tiếp tục nhá. Ok chưa? Đó, bởi vì là chị thấy nhiều bạn băn khoăn về cái khoảng thời gian này. Vừa rồi thì đăng bài lên và thấy chúng ta đặt ra mục tiêu cao lắm, 8,5 này, 9 này, ok chưa? Có bạn thì mong muốn 7 cộng này. Những cái mục tiêu của các em đặt ra rất là cao đấy, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Nếu như mà đặt mục tiêu cao như vậy thì bây giờ chúng ta phải nghiêm túc nhìn về cái lộ trình ôn thi của chúng ta đi. Đó, hỏng kiến thức phần nào thì phải bù đắp ngay lập tức và phải có sự toàn diện trong việc ôn tập, chứ không thể tủ được nhá, không thể tủ được. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta trở lại với việc tổng ôn này. Có bạn nào muốn tổng ôn tiếp cùng với chị không? Có bạn nào muốn tổng ôn tiếp cùng với chị không? Ok không? Có bạn nào muốn tiếp tục không? Nhá. Rồi. Đó, tổng ôn cùng với chị này để chúng ta nắm được kiến thức chung của tất cả các tác phẩm, xem là mình còn phần nào để chúng ta phải ôn tập kỹ hơn, đúng không? Ok chưa? À, rồi. Tiếp tục nhá. Bên cạnh mùa xuân nho nhỏ thì chúng ta còn có Viếng Lăng Bác, đúng không? Chúng ta có tác phẩm Viếng Lăng Bác, tác phẩm thứ 2. Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương. Ok chưa nào? Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương. Thì về tác giả Viễn Phương như chị vừa mới nói đấy, bên cạnh những thông tin về tiểu sử cuộc đời của tác giả thì các em hãy cố gắng nhớ thêm những từ khóa về phong cách nhá. Phong cách sáng tác của Viễn Phương, hồn thơ của Viễn Phương là một hồn thơ chân thành, giàu tình cảm. Ok chưa nào? Rất là chân thành này, rất là giàu tình cảm này. Ok chưa? Chân thành, giàu tình cảm, rồi thể hiện sâu sắc cái tình cảm của mình, lòng biết ơn của mình đối với quê hương đất nước. Đó, một nhà thơ viết rất hay về đề tài lãnh tụ Hồ Chí Minh, đúng không nào, đối với quê hương đất nước này. Và bài thơ Viếng Lăng Bác được ra đời trong hoàn cảnh như thế nào nhỉ? Là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Viễn Phương, thì bài thơ Viếng Lăng Bác được ra đời vào năm 1976, ngay khi mà đất nước ta đã bước vào năm tháng độc lập đầu tiên, đúng không nào? Và tác giả được ra thăm miền Bắc vào lăng viếng Bác. Ok chưa? Đấy, đấy là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Ok không nào?
Về bài thơ Viếng Lăng Bác thì chúng ta có thể chỉ cần nắm chắc kiến thức về hoàn cảnh sáng tác thôi. Còn ý nghĩa nhan đề thì là đề cập trực tiếp đến cái chủ đề của tác phẩm rồi, đúng không nào? Rồi, thế còn về nội dung nào, bây giờ cùng với chị. Bài thơ có một mạch cảm xúc theo mạch thời gian, đúng không nào? Theo cái mạch thời gian của cái chuyến vào Lăng Viếng Bác của tác giả. Ngay từ những giây phút đầu tiên khi mới đến Lăng Bác, con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Đúng không nào? Thế thì trong khổ thơ đầu tiên, đấy chính là cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác. Chúng ta thấy sự xuất hiện của hàng tre. Ok không nào? Bài thơ thì mở đầu bằng một cách xưng hô rất là gần gũi nhưng cũng đầy sự thiêng liêng và trân trọng, con và bác. Đó, chúng ta có thể liên hệ với cả những câu thơ ví dụ như là nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là bác, cả cuộc đời người của nước non. Ok chưa? Nhá, chúng ta có thể liên hệ với những vần thơ như thế để thấy được rằng là có ở đâu như ở đất nước này, nhân dân ta xưng hô với cả vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc một cách trìu mến, thân thương và giàu tình cảm đến như thế, đúng không nào? Và ở đây là tác giả còn là một người con của miền Nam, vùng đất mà bác luôn luôn dành tâm trí nhớ về này, dành tâm trí quan tâm này, đúng không nào? Nhớ, con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Rồi tiếp tục, hình ảnh chính ở trong khổ thơ 1 đó chính là hình ảnh hàng tre. Hình ảnh hàng tre ấy không chỉ là tả thực cái không gian, cái quang cảnh bên ngoài Lăng Bác, mà hình ảnh hàng tre ấy là còn biểu tượng, là còn ẩn dụ cho nhân dân ta luôn sát cánh bên người trong cái sự nghiệp vĩ đại, đúng không nào? Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ok chưa nào? Đó chính là cảm xúc của tác giả khi đứng trước Lăng Bác nhá. Sau đó thì cùng với cả dòng người vào Lăng Viếng Bác thì tác giả có dòng cảm xúc như thế nào? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Đến với khổ thơ thứ hai, chúng ta cảm nhận được như là dòng cảm xúc đang bắt đầu dâng trào rồi đây. Bằng hình ảnh mặt trời, tác giả đã ví bác như là vầng thái dương của dân tộc, đúng không nào? Hình ảnh ẩn dụ đấy, hình ảnh mặt trời trong lăng và mặt trời ngoài lăng, đúng không? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, đấy, thì đấy là mặt trời của thiên nhiên, là vầng thái dương của cây cỏ, của muông thú, đúng không nào? Của tất cả sự sống trên trái đất. Thì vai trò của bác, ý nghĩa của bác, công lao to lớn của bác cũng như là vai trò của ánh dương ở trên trái đất này, đúng không nào? Đem đến cho chúng ta cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đã thấy ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Đó, và cái công lao của bác, sự vĩ đại của bác còn khiến cho mặt trời của tự nhiên phải nghiêng mình, như là đang nghiêng mình ấy, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ cơ mà. Ok chưa? Rồi ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, cái nhịp tuần hoàn của thời gian thông qua điệp ngữ ngày ngày. Đó, và ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa ấy không chỉ là những tràng hoa thật mà mọi người dâng lên bác, mà đó còn là hình ảnh của những dòng người ngày ngày đến viếng thăm bác, đúng không nào? Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân, 79 mùa xuân ấy chính là 79 năm cuộc đời của bác đã làm nên mùa xuân của dân tộc. Ok không nào? Nhá, vậy là mạch cảm xúc của tác giả cứ thế dâng trào và đến khi vào trong lăng thì tất cả mọi sự kìm nén, tất cả mọi sự xúc động như được bộc phát, đúng không nào? Như được thể hiện ra này. Ok chưa? Nhá, ok không? Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Rồi bác nằm trong lăng, bác nằm trong giấc ngủ bình yên này, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Chúng ta có mùa xuân nho nhỏ, chúng ta có viếng lăng bác. Hai thi phẩm đã được phổ nhạc và đã đi vào lòng độc giả với những cái giai điệu, với những ca từ thiết tha và sâu sắc đến như thế, đúng không nào? Thì ở đây với khổ thơ mà thể hiện cảm xúc của tác giả khi vào trong lăng rồi nhá, chúng ta lại thấy xuất hiện hình ảnh vầng trăng, một người bạn quen thuộc của bác, đúng không nào? Và bây giờ thì vầng trăng cũng dường như đến ôm ấp và chở che cho giấc ngủ ngàn thu của người. Cách nói giảm nói tránh, giấc ngủ bình yên, nhưng nghe đến thôi mà sao chúng ta thấy xót xa đến thế. Phải đến khi mà bác đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này rồi thì giấc ngủ mới phần nào bình yên, đúng không nào? Nhá, ok chưa? Và từ đó chúng ta cũng cảm nhận được là vai trò của mình, cái trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối sự nghiệp, tiếp nối cái niềm mong mỏi, tiếp nối cái công lao của bác, đúng không nào? Tiếp nối cái công sức của bác dành cho đất nước.
Đó, và tác giả đã không thể kìm nén cảm xúc, để rồi vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Lại tiếp tục là biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, đúng không? Nghe, nhưng mà nghe cái sự đau đớn ở trong tim. Đó, như là muôn ngàn cái mũi tên, như là muôn ngàn cái mũi kim đâm vào trong trái tim này. Bởi vì sự mất mát quá lớn đối với sự ra đi của bác, đúng không nào? Đó là sự tiếc thương này, là niềm kính trọng này. Đó, ok chưa? Và kết thúc cho cái dòng mạch cảm xúc của tác giả khi đến lăng viếng bác. Thì sau khi sắp phải rời xa lăng bác thì tác giả cũng bộc lộ cảm xúc của mình. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận và chúng ta ôn tập lại kiến thức của toàn bộ một bài thơ bằng cách đi theo bố cục. Và các em có thấy không, chị đọc thơ, sau đó chị sẽ chỉ ra những biện pháp, những hình ảnh đặc sắc mà tác giả đã sử dụng. Thì bản thân các bạn cũng như vậy. Và có thêm một cách nữa để chúng ta ôn tập hiệu quả này, đó là giảng cho bạn của mình nghe. Được không? Ừ, giảng cho bạn của mình nghe. Chúng ta học rồi này, xong rồi chúng ta đặt vào cái tâm thế giống như là một người đi thi ấy. Thì đối diện với đề bài thì bây giờ chúng ta đối diện với những câu hỏi của người bạn của mình, và bắt buộc chúng ta phải tư duy này, phải suy nghĩ này. Đấy, và đặt trong cái sự áp lực thì tự các em sẽ ghi nhớ được thôi, ok không? Đó, cho nên là chỉ cần có sự chăm chỉ và có phương pháp làm bài đúng, phương pháp ôn tập đúng, thì các bạn sẽ có thể bứt phá trong giai đoạn cuối này đấy. Ok chưa nào? Thế còn về phần nghệ thuật, thì sao? Bài thơ Viếng Lăng Bác có một giọng điệu rất trang trọng và thiết tha, đúng không nào? Rất trang trọng và thiết tha, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm. Chị cảm thấy không có bài thơ nào mà nhiều biện pháp tu từ giống như Viếng Lăng Bác đâu, thật sự luôn, đúng không nào? Gần như câu thơ nào, gần như đoạn thơ nào cũng rất nhiều các biện pháp tu từ. Đó, thì việc tác giả sử dụng hệ thống những biện pháp tu từ này, hình ảnh ẩn dụ này, ngôn ngữ thì bình dị và cô đúc, tất cả đã đem đến cho chúng ta một bài thơ như là cái dòng cảm xúc, như là cái khúc ca để bày tỏ cái tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, và từ đấy kết nối với trái tim của độc giả, khơi gợi trong ta cái niềm tự hào, đúng không nào? Niềm tự hào, niềm biết ơn đối với bác, và cũng là cái sự tự nhắc nhở đối với bản thân mình trong đời sống hôm nay phải làm sao để có thể tiếp tục kế tục cái sự nghiệp và niềm mong mỏi của bác phát triển đất nước này. Ok không nào? Nhá, đấy chính là cách mà chúng ta ôn tập về bài thơ Viếng Lăng Bác. Các bạn có hiểu không? Các em có hiểu không? Bây giờ chị mà hỏi các bạn là với bài thơ Viếng Lăng Bác thì các em lo lắng nhất khổ nào? Thì chắc chắn là các bạn lại nói là em lo lắng tất cả bài, đúng không? Em muốn học kỹ cả bài, đúng không? Thế thì em hãy tham gia khóa học chạy văn cùng với chị đi. Ok không nào? Nhá, khóa học chạy văn, và buổi hôm nay chị cũng sẽ công bố chính thức những thông tin liên quan đến khóa học chạy văn này. Ok chưa? Khóa học chạy văn 9. Gọi là chạy văn bởi vì có sự cấp tốc. Khóa học này diễn ra trong tháng 5 các em nhá. Ok chưa? Khóa học diễn ra trong tháng 5. Đây, khóa học diễn ra trong tháng 5. Và có tổng cộng là 16 buổi học. Thì 16 buổi này sẽ học những gì các bạn? Đây là một khóa học tổng ôn. Ok chưa nào? Cho nên nó hướng đến cái sự toàn diện. Gọi là cơ hội cuối cùng để cho các em có thể ôn tập, được không nào? Cơ hội cuối cùng để các bạn ôn tập tất cả các kiến thức để đi thi luôn. Trong vòng 1 tháng cuối rồi đấy. 1 tháng cuối quyết định xem các bạn sẽ là điểm cao hay là điểm thấp đây này. 1 tháng cuối sẽ quyết định các bạn sẽ kiên trì đến cùng hay là sẽ bỏ lỡ cái cơ hội của mình đây. Ok chưa? Thế 16 buổi này chúng ta sẽ học về nghị luận văn học này. Trong đó nhá, kiến thức nền là đầy đủ tất cả các tác phẩm. Rồi phương pháp làm bài. Ok chưa? Nhá, phương pháp làm bài văn nghị luận văn học. Được không nào? Ồ, đầu tháng 5 em đã thi rồi à? Em ở tỉnh nào vậy? Thi sớm quá. Ok chưa? Nhá, ok chưa? Rồi chúng ta còn được học cả về nghị luận xã hội này. Đấy, rồi chúng ta học về đọc hiểu nữa này. Những kiến thức đọc hiểu và những kiến thức về tiếng Việt này. Ok không? Còn đâu còn cái kiến thức nào mà chúng ta không học nữa đâu. Đúng không nào? Học tất cả luôn. Học tất cả luôn nhá. À, muốn đăng ký khóa học này thì em có thể nhắn tin về cho chị, được không nào? Nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở. Đặc biệt này, với một khóa học 16 buổi có cả tài liệu, có cả những buổi phát trực tiếp để các bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào này, có cả hệ thống bài tập để cho các em làm và được nhận xét nữa, thì khóa học này có học phí là 459k. Ok chưa? Tuy nhiên, tất cả các bạn mà đăng ký trước ngày 25
Tức nghĩa là từ ngày hôm nay là ngày 23 đúng không? Đến ngày 25 tháng 4 thì các em sẽ được giảm học phí 100k xuống còn 359k thôi. Ok không nào? Ừ, và đặc biệt nhá, đặc biệt là khi đăng ký sớm xong rồi em sẽ được tặng khóa học này đi kèm với một quà tặng rất đặc biệt luôn đấy. Chị chỉ bật mí một chút xíu ở trong vấn phát trực tiếp này trước thôi. Sau đấy thì các bạn hãy cố gắng chờ đợi và để xem các bạn tò mò như thế nào nhá. Chúng ta sẽ có một cuốn sổ tặng cho các bạn. Cuốn sổ này có phần kiến thức sẽ giúp các em nâng tầm bài viết của mình. Đó, ok không? Và đây là quà tặng kèm nhá. Ok chưa nào? Đây là quà tặng kèm chứ không phải là một ấn phẩm để có thể bán cho các bạn đâu, mà là quà tặng kèm chỉ có những bạn tham gia khóa học chạy văn mới được nhận cái cuốn ấn phẩm, cái cuốn sổ nhỏ xinh nhưng mà nhỏ nhưng có võ đó đấy. Ok không? Ừ, đấy. Thế nên là chị thấy được rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái ưu đãi khi mà đăng ký sớm tham gia vào khóa học chạy văn này. Một khóa học tổng ôn toàn diện tất cả các kiến thức. Ok chưa? Và sau khi tổng ôn xong thì đến buổi cuối chúng ta sẽ được làm bài thi thử để các em một lần cuối các em đánh giá lại cái khả năng của mình để thi môn văn. Ok chưa nào? Nhá. Đó, và nhanh chóng đăng ký đi. Sau ngày 25 tháng 4 thì học phí sẽ trở về với 459k. Ok không nào? Nhá. Cho nên là chúng ta hãy nhanh chóng đăng ký tham gia khóa học này để tổng ôn lại tất cả các kiến thức cùng với chị. Ok chưa? Chị tin rằng là trong quá trình ôn thi giai đoạn cuối, càng cấp tốc, càng gấp rút thì các bạn lại càng hoang mang, đúng không? Thế thì thay vì là lúc nào mình cũng sợ hãi trong cái sự hoang mang đấy, thì hãy chọn cho mình những người đồng hành, hãy chọn cho mình những cái lộ trình phù hợp để chúng ta cứ thế làm theo, để rồi đến cuối chúng ta có thể có được kiến thức hữu ích cho mình. Ok không? Ừ, cái giai đoạn ôn thi cuối cùng có muôn vàn những cái tâm lý diễn ra trong chúng ta, đúng không? Sợ hãi này, hoang mang này. Những bạn nào học chắc rồi thì biết đâu lại có sự chủ quan trong lúc đấy. Ok không? Nhá, mà chúng ta thì đâu phải là thi một môn, chúng ta thi nhiều môn. Nên là một bớt đi cái sự lo lắng về một môn thì chúng ta lại có thêm thời gian để dành ra cho những môn khác nữa. Đúng không các em? Nhá. Nên là chị thấy được là không có cái quá trình ôn tập nào nó hiệu quả bằng việc là chúng ta được định hướng một lộ trình rõ ràng này. Ok chưa? Có người đồng hành này, cứ đúng giờ đấy vào học và làm tốt theo lộ trình ấy. Thế thì chúng ta đã bớt được cái khoảng thời gian để tự tìm cho mình cái cách học, đúng không? Tự tìm cho mình cách học rồi cứ bơi trong kiến thức như thế. Ok không nào? Nhá. Đấy, thế thì đây là cái lời gợi ý cho chị, lời gợi ý của chị đối với các bạn trong cái giai đoạn ôn thi cuối cùng này. Khóa học chạy văn 9 sẽ chính thức khai giảng vào mùng 3 tháng 5 các em nhá. Chính thức khai giảng vào ngày mùng 3 tháng 5 và học 16 buổi, 4 buổi một tuần luôn. Đấy, chúng ta học gọi là học khô máu luôn, đúng không nào? Học bằng tất cả cái sự quyết tâm của mình trong giai đoạn cuối này để tổng ôn lại tất cả kiến thức từ nghị luận văn học, nghị luận xã hội đến đọc hiểu, từ kiến thức nền cho đến phương pháp làm bài, rồi kỹ năng phòng thi nữa. Ok chưa? Đấy, thì đấy là tất cả những cái nội dung mà thông qua một buổi tổng ôn như thế này, chị thấy được là các bạn vẫn còn lo lắng rất nhiều về kiến thức nền của các tác phẩm này. Trong khi đấy lại là một cái phần chưa phải là tất cả, chúng ta còn rất nhiều những phần nữa cơ. Thế nếu như mà một phần nhỏ như thế mà các em vẫn chưa làm tốt, vẫn chưa nắm chắc, thì phải nhanh chóng tham gia khóa học thôi. Ok chưa? Nhá, để có thể được sự định hướng này, để có thể học theo đúng một cái lộ trình này. Ok không nào? Ừ, được không? Nhá. Ok rồi, Thư Thư em có thể hỏi nhá. Chị đang đọc bình luận của các bạn đây. Có gì thắc mắc không nào? Ồ, ở tỉnh của bạn Kim Ngân thi sớm quá này đúng không nào? Chị thấy là đa số các tỉnh thành khi mà đã công bố lịch thi rồi thì đều là thi vào đầu tháng 6. Hà Nội thì còn vừa rời lịch thi nữa cơ. Đó, cho nên là học trọn vẹn trong tháng 5 thì chị nghĩ là cái khoảng thời gian phù hợp nhất rồi. Ok chưa? À, em ở Huế thi sớm quá, đúng không? Huế thi sớm quá này. Nếu như mà đầu tháng 5 em thi rồi thì cũng hơi khó nhở, hơi gấp, đúng không? Hơi gấp, thế nên là Ngân giúp chị chủ động trong quá trình chúng ta ôn tập lại tất cả kiến thức đi. Thế là chúng ta cũng chỉ còn có một tuần nữa thôi là thi rồi đấy, đúng không Ngân? Ừ, nên là cố gắng lên nhá. Chúc em sẽ làm bài thật là tốt, ok không nào? À, nếu trong bài có nhận định thì mình phải giải thích như thế nào cho hay ạ? Thì có hai cách giải thích nhận định. Hoặc là em sẽ giải thích từng từ khóa một, sau đó nêu ra nội dung chính của nhận định. Đấy là cách cơ bản. Hoặc là những nhận định nào đã tường minh rồi, tức nghĩa là đã rõ ràng rồi, thì chúng ta sẽ chỉ cần khái quát lại nội dung thôi. Sau đó chúng ta sẽ bóc tách từng những cái lớp nghĩa, ok không nào? Bóc tách từng cái yếu tố được nhắc đến ở trong nhận định đấy để chúng ta bàn luận thêm.
Ok không? Thì luận điểm giải thích nhận định không phải là một luận điểm chúng ta dành quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, hãy có sự cô đọng ở trong luận điểm đấy nhá. Đừng có viết dông dài, đừng có viết lan man. Giải thích nhận định là để làm gì? Là để người ta hiểu được ý nghĩa của nhận định mà. Chứ đâu phải là để cho các em phân tích hay bàn luận gì quá nhiều ở đấy đâu. Nên là các em cố gắng nhá, xác định được vai trò của luận điểm đó. Từ đấy thì chúng ta biết cách làm. Ok chưa? Rồi. Ok không nào? À, chị có nhá, chị có dạy các bạn 2K7 lên lớp 9. À, các bạn năm nay là các bạn 2K6 thi vào 10 đúng không? Thế thì các bạn 2K7 vào đợt hè chị sẽ khai giảng khóa học để chúng ta học chuyên sâu luôn. Ok không? Bắt đầu ngay từ giai đoạn đầu tiên luôn. Ok chưa? Ừ, nhá. Đấy, nên là các em ơi, giai đoạn chúng ta ôn thi cuối cùng này, một tháng cuối cùng thôi, thì đừng chần chừ thêm nữa. Được không nào? Chị tha thiết và mong mỏi khuyên chân thành các em là không ôn bây giờ thì sẽ không kịp đâu. Không ôn bây giờ thì sẽ không kịp đâu. Chúng ta có rất nhiều các tác phẩm, đúng không nào? Cùng với đấy là rất nhiều các kiến thức về kiến thức nền này. Rồi tất cả đấy chưa đủ, lại còn cả phương pháp, rồi nghị luận xã hội, rồi đọc hiểu nữa. Thế thì bây giờ mà các em không ôn thì các em định đợi đến bao giờ? Đúng không? Định đợi đến bao giờ? Định 10 ngày cuối sống chết không ăn không ngủ để ôn sao? Không có tác dụng đâu, nhớ chưa nào? Một tháng cuối cùng là cơ hội cuối cùng rồi, là cái khoảng thời gian quan trọng cuối cùng rồi. Hãy biết tận dụng nó nhá. Ok không nào? Hãy biết tận dụng nó. Và nếu như không biết phải làm như thế nào, nếu như muốn tiết kiệm thời gian thay vì việc cứ mông lung tìm ra cách học đúng cho mình, thì có thể chọn đồng hành cùng với chị trong khóa học chạy văn cuối cùng. Ok chưa nào? Trong khóa học chạy văn học trong một tháng cuối thôi, để chúng ta có được lộ trình học rõ ràng này. Ok chưa? Có tài liệu học, có người đồng hành, có bài tập để làm, để trau dồi kỹ năng của mình nữa. Ok không nào? Vậy là buổi hôm nay, mặc dù mong muốn là có thể tổng ôn được tất cả các tác phẩm văn học kỳ 2 cùng với các bạn cơ, nhưng mà chị thấy các bạn quan tâm rất là nhiều về những cái chi tiết nhỏ ấy. Tức nghĩa là chúng ta muốn ôn tập thật là kỹ, đúng không? Đấy, thế nên là nếu mà muốn kỹ thì không có cách gì nào khác là tham gia khóa học đâu. Nếu mà muốn kỹ thì không có cách nào khác là chúng ta sẽ học cùng với nhau, vừa có tài liệu, vừa có phần chị giảng giải lại, thì các bạn sẽ được học kỹ. Còn trong những buổi phát trực tiếp như thế này, thời gian eo hẹp, chị luôn hướng đến cái việc là có thể tổng quát được cho các bạn. Nhưng mà cứ đọc những thắc mắc của các em là lại phải đi sâu vào để cho các bạn hiểu được. Ok không? Nhá. Thế nên là những tác phẩm tiếp theo chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp sau. Đồng ý với chị không? Ừ, ok nhá. Rồi, tất cả mọi thông tin về khóa học chạy văn của Học Văn Chị Hiên trong một tháng cuối này, em có thể nhắn tin về cho chị để lấy thông tin này, để nhận những ưu đãi này. Ok chưa? Ưu đãi chỉ diễn ra trong ngày 23, 24 và ngày 25 thôi. Đấy, còn nếu như mà bạn đăng ký sau ngày 25 thì học phí sẽ trở về với mức giá là 459k. Ok không nào? Nhá, rồi chúng ta lại còn được nhận quà tặng nữa. Nên là chị nghĩ rằng là bây giờ chúng ta hãy giữ vững, chúng ta đang có cái lửa, đang có cái nhiệt ôn tập của mình, thì hãy chọn cho mình cái phương hướng đúng đắn, ok không? Ừ, buổi trưa hôm nay thì các bạn vào học rất là đông đủ với chị này, rất là nhiệt tình luôn. Chứng tỏ là đang rất quan tâm đến việc ôn tập về kiến thức nền các tác phẩm, đúng không? Đấy, nên là những buổi sau chị sẽ tiếp tục trở lại cùng với các bạn nhá. Đồng ý với chị không nào? Ừ, còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi để chúng ta tiếp tục những ca học tiếp theo. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Bye bye!